Kỳ thú ý nghĩa luật quả trong mâm cỗ Trung thu. 10. Nho, thanh long là những loại quả thơm ngon thích hợp với không khí hanh khô. Ngoài ra, dùng chúng bài trí mâm cỗ Trung thu còn mang ý nghĩa sâu xa, thể hiện nguyện ước của gia chủ. Bưởi, không chỉ ở Việt Nam, bưởi cũng là loại quả luôn được ưu ái xuất hiện trên mâm cỗ Trung thu của người Trung Quốc. Điều này không đơn thuần do bưởi thường được thu hoạch vào mùa thu. Quả bưởi được ưa chuộng bởi nó mang tải nhiều ý nghĩa tốt lành. Vỏ bưởi màu xanh, vàng sáng, tượng trưng cho sự thanh tươi, mát lành. Dáng bưởi hình tròn còn thể hiện cho sự viên mãn, sung túc và đoàn tụ. Một đặc điểm nữa khiến bưởi phổ biến trong Tết Trung thu là nó có vị chua ngọt dịu nhẹ, rất tốt cho tiêu hóa. Đây sẽ là đồ ăn nhẹ tuyệt vời sau khi liên hoan loạt bánh trái ngọt sắc. Để có được quả bưởi tươi ngon ý nghĩa, người bán hàng lâu năm tiết lộ nên chọn những trái có phần cổ ngắn, phần dưới rộng và phẳng tương tự như giọt nước. Chú ý chọn quả có lớp vỏ căng bóng, cầm chắc và nặng tay. Táo. Táo còn được gọi là quả bình an nhờ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Để bảo quản, để 2 đến 3 ngày không lò hỏng. Đặc biệt, táo không chỉ đẹp mắt mà còn mang ý nghĩa bình an, cầu mong sức khỏe dồi dào. Để chọn táo ngon, bạn nên chọn quả táo có kích thước vừa phải, lớn hơn quả bóng tennis một chút. Táo mới thu hoạch sẽ có phần cuồng mới, tươi và gắn chặt vào quả. Táo ngon và mọng nước sẽ khá tròn, cứng và cầm nặng tay. Dùng tay búng vào quả sẽ phát ra âm thanh to rõ. Thanh long. Thanh long có vị ngọt thanh, ăn giải ngán rất tốt. Hơn nữa, thanh long có màu đỏ tươi, phù hợp với không khí ngày Tết đoàn viên. Loại quả này cũng mang ý nghĩa thịnh vượng, được xem như lời chúc tốt đẹp, an lành cho những thành viên trong gia đình. Thanh long có hai loại ruột đỏ và ruột trắng, song loại ruột đỏ được ưa chuộng hơn nhờ ngon ngọt đậm vị, có màu phù hợp với không khí lễ hội. Để chọn thanh long ngon, bạn nên chú ý những quả có phần cuống dễ nắn, dai mềm, trong khi đó phần lá có màu sáng nhẹ, không bị nâu thâm cuống ngọn. Nho. Nho cũng là loại quả chín rộ vào mùa thu. So với các thời điểm khác trong năm, nho lúc này mọng nước, vị chua ngọt hài hòa nhất. Nho thường được dùng bài trí trong mâm cỗ Trung thu bởi chúng mọc thành chùm, mang ý nghĩa về sự sung túc, dồi dào trong cuộc sống. Khi mua nho, nên chọn loại có kích cỡ vừa phải, vỏ căng bóng, trơn láng, không vết bầm dập. Bên cạnh đó, cần quan sát nếu có lớp phấn bám trên vỏ thì đó là chủng nho ngọt, còn tươi mới. Tuyệt đối không chọn quả mềm nhũn, có mùi lạ và xuất hiện các vết chấm lốm đốm trên vỏ. Đây là những quả có sâu bệnh hoặc bị ngâm hóa chất. Lựu. Lựu rất giàu vitamin, vị chua ngọt, có tác dụng sinh tân dịch, giải nhiệt, đặc biệt thích hợp dùng trong mùa thu hanh khô. Hơn nữa, quả lựu chín mọng từng hạt, màu đỏ như ngọc mã não, từng hạt trong như pha lê nên mang ý nghĩa thịnh vượng, nhiều con, nhiều cháu. Hồng giòn. Hồng chín rộ vào mùa thu, nhìn từ xa, những quả hồng được treo đỏ rực trên cây uốn cành như những dây đèn lồng đỏ, như tượng trưng cho sự may mắn. Quả hồng có hình căng mọng, tròn trịa nên ăn chúng vào ngày Tết Trung thu còn hàm ý mong muốn như những điều tốt lành, vạn sự như ý. Na. Na có nhiều hạt đen nhánh, to, rõ, mang ước vọng sinh sôi lộc nở, góp phần tô điểm thêm nét xanh tươi cho mâm cỗ ngày Tết Trung thu. Loại quả này còn mang tải ý nghĩa mong muốn, nguyện cho cuộc sống mãi trường tồn của con người.